Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Hôm nay ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội. Lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, hội nghị cấp cao ASEAN 42, từ ngày 9 đến 11 tháng 5 tại Labuan Bajo, Indonesia theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia. Chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN 42 Joko Widodo. Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham gia đoàn còn có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoang, Đại sứ trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng,